Nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao, dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có hai mối tình, một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình nó kéo dài được một năm rưỡi, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được năm rưỡi chia tay nhau? Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngũ là tới nay mình chưa yêu ai luôn? Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha, chuyện tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Lý do xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em. Hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong, em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Cái là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cũng tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Mà còn trẻ quá. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hùng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí. Năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25, quân khu 7. Và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. À rồi, xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương. Em năm nay 25 tuổi, hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn. Nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay và em hơi nóng tính. Và khi mà một người mới khi mà gặp em á thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Rồi bạn ơi, bạn ơi. Vâng ạ. Nếu bạn nóng tính chỉ nhường bạn tí, chỉ thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chị chấp nhận kèo dưới. Chị có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động. Cái đó là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái tật từ từ có vợ hết nghiến à. Sợ không? Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ, em cũng không biết là có dữ hay không. Nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì. Nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao. Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Em có mấy mối tình rồi, báo cáo bên đàn gái người ta biết đi. Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có hai mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Mối tình đó kéo dài được một năm rưỡi, là đến khi em học được nửa năm nhất. Rồi xong rồi là được năm rưỡi chia tay nhau? Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngũ là tới nay mình chưa yêu ai luôn? Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi, nên là cũng đã tự thân phần nào. Để hỏi bên đây nha, chuyện tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia.
Em chưa có mối tình nào hết. Lý do? Xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em. Hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cũng tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. 25. Tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, ế. Có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha, triệt để nha, quyết liệt. Rồi. Bây giờ nào, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con. Và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao cả. Đó thì bày thiệt buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi, bây giờ em trai là thích mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53. Cao hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi. Đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Không, vậy thì ổn đó. Không, đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái. Hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được. Lý do là vì ba mẹ em là sống ở quê. Ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc lận hả? À, ngoài Bắc hả? Ở đâu? Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Đại diện đây. Yên tâm. Nhà gái đây. Bà mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Chừng nào phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy. Cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán. Nhưng mà trong cuộc sống thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi. Tôi đồng ý đó. Ừ. Hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ, nên đi với rồi, mẹ. Cho gặp bác gái. À, mời mẹ. Xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi. Rồi, em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi, cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thủy mị, rất tết na. Nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Mở rào. Mở ra. Chào anh, tặng anh món quà. Cảm ơn. Mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo.
từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong bạn tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À, rồi. Đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi trẻ hoang dại. Em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này, muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định là thử được làm những gì mình thích. Rồi. Mặt hai bạn về chỗ đi. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên này, nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm. Bảo mình tí quay mở rèm ra mình cũng bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Hôm nay thì mình có một bài thơ, không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẩn vơ, thốt lên bốn chữ hỏi ai yêu mình, em ơi sao nỡ vô tình bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ rồi nào. Này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về, vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Bạn có tuần gặp mấy lần? Do đặc thù công việc thì cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần. Nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần. Ý của anh là Chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ, hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Trong lần hẹn đầu tiên thì bạn muốn, bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn mình đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn. Cái đấy là sở thích của em. Thì mà nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay không luôn. Biết ăn cay đâu. Dạ. Dạ, bạn có điểm chung của mình. Dạ. Anh có giỏi nấu ăn không? Cái này thì chắc để học thêm, chứ về nấu ăn thì tại phần này em cũng không giỏi á. Thôi không sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà có mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy. Thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm. Nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá làm sao bạn... Ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao? Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Thì vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm. Mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều. Nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi. Nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng. Vâng. Nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở
ở mẹ chồng nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân? Bây giờ chúng ta có 30 giây, có nhiêu mình nói nhiêu hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Thì mình cũng có một số điểm với bạn là mình trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc. Nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn lắm. Nhiều khi nó thật ra là mình người hơi nhạy cảm. Sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà... Anh nói lớn lên xíu được không anh? Tâm sự sau, sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết, là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ ráo riêng với nhau, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì em như em nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thịt thịt, tim đập thịt, có rung động, vâng. Có bối rối. Vâng. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Hãy để tay vào nút bấm và quyết định đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị. 1 2 3 Cuối cùng thì hai bạn được nắm bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau. Và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ. Hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau, thì con cũng xin phép là mọi người, là gia đình, là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu, sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con. Con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ tên Thương. Tên Thương đúng nhớ không? Rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Dạ thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Trời ơi. Đây, giữ quà lấy của bạn. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng gửi tặng các bạn. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Chào mọi người. Bé mặt dễ thương vậy chứ gì, ai nói là không dễ gần vậy trời.